Vào nhà em muốn ghé vào thăm sờ ba má em đổi tiền. Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ năm, đúng rồi thứ năm, nhanh quá. Mới đi chuẩn bị hết một tuần lễ nữa rồi quý vị ơi. Ngày 21 tới tháng 3 năm 2024, chúc quý vị một ngày thứ năm an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trời ơi, hôm nay Tony Lê mặc cái áo màu này sao nó đen thù vậy trời. Quý vị thấy cái mặt Tony Lê nó đen quá không vậy? Cái áo này nè, cái màu này nó dội lên xong nó đen dữ vậy. Rồi, trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất liên quan tới cái tình hình cuộc chiến ở Ukraine. Vào ngày hôm qua, Nga đã phá vỡ cái phòng tuyến thứ hai của Kiev và rầm rộ tiến sâu vào bên trong và chiếm lấy cái thành phố này quý vị ơi. Nội dung thứ hai liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ, đặc biệt là cuộc sống người dân Mỹ. Vào ngày hôm qua tại thủ đô Washington DC, chính quyền của chú Bảy cảnh báo nóng, đặc biệt là tại tiểu bang California, rầm rộ vi khuẩn bệnh sởi đang hoành hành nhiều tiểu bang trong đất nước Mỹ, nhưng đặc biệt nặng nề nhất là tiểu bang California. Bà con cô chú bác ở bên đó cẩn thận củi và lửa nhé. Và nội dung cuối cùng liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm này, một cái thông tin có thể nói là gây xôn xao và lo lắng cho hàng trăm triệu người dân Mỹ, đó là vào ngày hôm qua, theo như kết quả mới nhất cho thấy, chú Bảy TT của đất nước Mỹ đã vượt qua mặt tổng thống Trump rồi. Bà con ơi, gây cấn quá, nguy hiểm quá, cái cuộc đua này nó đang xích sao, đang coi như là rất là gay go. Nhưng mà bây giờ đùng một cái tổng thống Trump đang nằm kèo trên, bây giờ tự nhiên đùng một cái vào ngày hôm qua, kết quả khảo sát cho thấy chú Bảy đã vượt qua mặt tổng thống Trump rồi, gây cấn nữa rồi quý vị ơi. Rồi đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ trong phần số 1. Sau khi kết thúc mình sẽ vào phần số 2 cùng nhau bình luận mổ xẻ phân tích quý vị nha. Trước khi đi vào phần số 1, Tony Lê xin tổng chào 216 quý vị và 235 quý vị khán giả đang xem. Một cái bấm like để chúng ta có động lực và tinh thần sáng ngày thứ năm. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nhà tài trợ. Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Jewelry, số điện thoại là 281-495-4345. Mọi chi tiết xin quý vị alo anh Đức, chủ tiệm vàng, về vàng dòng, châu báu, hột sòn hay là đồng hồ Rolex vân vân và vân vân nha. Rồi bây giờ Tony Lê sẽ chia sẻ một cái thông tin mà nó liên quan tới cái túi tiền của everybody, của người dân Mỹ đó. Đây, vào ngày hôm qua buổi trưa, chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ, ông này tên là Jerome Powell, ông ta đã ra có một cái cuộc họp báo, và đây là những gì mà cái cuộc họp báo ngày hôm qua Tony tóm tắt lại cho quý vị biết đường mà đầu tư mua vô bán ra vân vân và vân vân, và liên quan tới cái cuộc sống của người dân Mỹ. Đây thì vào ngày hôm qua, chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ đã tuyên bố không tăng tiền lãi suất trong tháng này, tức là đây là lần thứ 5, 5 lần liên tiếp ngân hàng trung ương Mỹ đã không tăng tiền lãi suất, và đây cũng đúng vào cái dự đoán của các nhà đầu tư. Và cái chuyện này nó không có lạ đâu quý vị, nó chẳng có mới mẻ gì đâu, tại vì everybody biết đây là lần thứ 5 ngân hàng trung ương Mỹ không tăng tiền lãi suất. Là lý do sau đây mà quý vị nghe kỹ nha. Thứ nhất là bây giờ cái tiền lãi suất nó cao quá rồi, nếu mà bây giờ ngân hàng chính quyền chú Bảy mà tiếp tục tăng nữa, ok, thì sẽ làm cho mọi người càng ngày càng sắc bất sang mang, và nhiều hệ thống ngân hàng sẽ sụp đổ. Cho nên không có tăng là chuyện bình thường. 5 lần vừa qua, cứ mỗi tháng ông này ra, ổng không có tăng là 5 lần rồi. Ok, rồi đây, cái này mới quan trọng đây. Và sau đó ông ta có một cái cuộc họp báo, và ông ta đã tuyên bố như thế này, là hiện tại bây giờ ngân hàng trung ương Mỹ vẫn còn đang giữ cái kế hoạch cắt giảm 3 lần tiền lãi suất từ đây đến cuối năm, là sẽ cắt giảm 3 lần, mỗi lần là 0.25%, từ đây đến cuối năm sẽ là 0.75% tiền lãi suất cắt giảm. Ok, thì sau khi ông này ông phát biểu cái này, đùng một cái, đây là một cái thông tin tốt cho cái thị trường, ok, cổ phiếu chứng khoán đồng điện tử. Cho nên vào ngày hôm qua, thị trường chứng khoán đồng điện tử nó đã xanh lè. Đó là lý do tại sao và vì sao. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới cái chuyện chiến sự ở Ukraine. Thì vào ngày hôm qua, theo như Bộ Quốc phòng Nga cho biết, là cái làng Olika
đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Moscow. Tức là trong suốt 24 tiếng đồng hồ vừa qua, hai bên giao tranh ác liệt ở cái làng Olika, ok? Và cuối cùng thì sao? Quân đội Nga đã chọc thủng được cái hệ thống phòng thủ của Kiev. Kiev là ai? Là bên phía Ukraine. Và đã phá vỡ được cái tuyến phòng thủ thứ hai của Kiev ở cái Adika. Và đã chiếm được cái nơi này. Và lại thêm một lần nữa, một cái thành phố của đất nước Ukraine đã lọt vào tay quân đội Nga. Hai bên trong suốt thời gian vừa qua đã coi như quánh nhau kịch liệt, quánh nhau coi như trên không, dưới đất, dưới biển, quánh sát lá cà, quánh tưng bừng khói lửa. Nhưng hiện tại bây giờ thì quân đội Nga đã tiến càng ngày càng sâu vào phía bên trong lãnh thổ Ukraine rồi, quý vị nha. Đó là cái nội dung thứ nhất, nhanh gọn lẹ. Dầm sẽ trở lại đất nước Mỹ của chúng ta, và đặc biệt là cuộc sống người dân Mỹ đây, quý vị nghe kỹ đây. Thì vào ngày hôm qua, theo như các giới chức y tế liên bang của đất nước Mỹ, chính quyền chú Bảy báo động đỏ cảnh báo như thế này, là hiện tại bây giờ có hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn người dân Mỹ đang bị bệnh sởi khắp đất nước Mỹ. Các giới chức y tế tiểu bang Cali đang cố gắng kiểm soát cái căn bệnh này, khi mà hàng ngàn người dân ở California đã tiếp xúc với những cái con virus bệnh sởi này tại các nhà hàng, các chỗ vui chơi, các nơi công cộng, vân vân và vân vân. Theo như các giới chức y tế cho biết thì có rất là nhiều tiểu bang đang bị cái con virus bệnh sởi này, nhưng đặc biệt là tiểu bang California là một cái nơi nhiều nhất. Cho nên bà con người Việt ở bên đó, khi nghe được cái thông tin này, cẩn thận củi lửa nha, là phải rửa tay hay là cái gì đó. Tại vì chuẩn bị tới ngày bờ cờ thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều bệnh tầm lâm tào lao từ chính quyền chú Bảy sẽ phóng ra, sẽ đưa ra. Ai mà biết, thì Tony Lê chỉ chia sẻ cái thông tin nó như thế này. Thì Tony Lê chia sẻ như thế này là các giới chức liên bang y tế đang la làng la sớm là rất là nhiều tiểu bang trong đất nước Mỹ này đang bị bệnh sởi hoành hành, đặc biệt là tiểu bang California. Bà con cẩn thận củi và lửa. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây em sẽ đi vào cái nội dung thứ ba liên quan tới cái cuộc bầu cử cuối năm nay. Đây là một cuộc tái đấu long trời lở đất mà chưa bao giờ có trong 70 năm qua. Cả một đời người đó quý vị, chưa bao giờ có. Cách đây 70 năm thì có một lần, bây giờ 70 năm sau lại diễn ra một lần nữa. Đó là cái cuộc tái đấu giữa Tổng thống Trump và chú Bảy. Thì trong suốt mấy ngày vừa qua, theo như kết quả khảo sát cho thấy, Tổng thống Trump đã chiếm được ưu thế, đã vượt qua mặt chú Bảy 4-5% trong các tiểu bang chiến địa. Nhưng đây, quý vị nghe kỹ đây, cái chữ nhưng này nó mới quan trọng. Cứ mỗi lần mà quý vị nghe Tony Lê nói chữ nhưng là nó có cái điều gì đó bất ổn. Đây, vào ngày hôm qua, theo như một cái cuộc khảo sát trong một tuần lễ trở lại đây cho thấy là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dẫn điểm trước Tổng thống Trump. Rồi quý vị ơi, gây cấn nữa rồi. Tức là hiện tại bây giờ, theo như người ta làm một cái cuộc bỏ phiếu thử thì thấy là chú Bảy đã thắng Tổng thống Trump at this moment, là trong cái thời điểm này đây. Vào ngày hôm qua, theo như cuộc khảo sát của tổ chức Public Policy Polling công bố, tỷ lệ ủng hộ dành cho chú Bảy là 46%, dẫn trước 2 điểm so với ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa là Tổng thống Trump at this moment. Thì đây cũng là một cái thông tin buồn và lo lắng, gây lo lắng cho hàng trăm triệu người dân Mỹ cũng như là hàng tỷ người vòng quanh cái quả địa cầu. Hiện tại bây giờ thì rất là nhiều người đang mong muốn Tổng thống Trump trở lại tòa bà đốc để đưa đất nước Mỹ trở lại bình thường, cuộc sống người dân Mỹ cơm no áo ấm. Nhưng mình không biết được cho đến sau ngày 4 tháng 11 năm nay nha quý vị, mình không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra, cái kết quả nó sẽ như thế nào. Tại vì bây giờ hai người đang rất là sát sao với nhau, đang rất là khích khao với nhau. Tức là cái cuộc đua này hiện tại bây giờ mình cũng không biết đường đâu mà rờ nha quý vị nhé. Tại vì trong suốt thời gian vừa qua, chú Bảy đã hút được rất là nhiều tiền tài trợ của các thế lực ngầm, các thế lực sau lưng. Mình không biết những cái số tiền này đến từ đâu mà ủng hộ cho chú Bảy đạt một cái mức kỷ lục trong tất cả các ứng cử viên của đảng Dân Chủ từ xưa đến nay.
Chưa có một ứng cử viên dân chủ nào mà được tiền tài trợ nhiều như chú Bảy hiện tại bây giờ. Trong một tháng mà chú Bảy kiếm được 50 mấy triệu đô la. Ghê gớm chưa quý vị? Cho nên hiện tại bây giờ đảng DC nó tung ra cái chiêu lấy tiền để dụ người ta bỏ phiếu. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần số 2 cùng nhau bình luận mẫu xẻ. Alo, 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 cho tôi này xin tổng chào 862 quý vị khán giả đang xem. Một cái bấm like để chúng ta bắt đầu có động lực và tinh thần nha. À, hôm nay mặc cái áo màu này sao nó đen thù vậy trời. Alo anh Bùi Trung đã đến từ Nhật Bản. Hello anh Tom Nguyễn đến từ Arizona, America. Rồi bây giờ Tony xin nhắc lại một lần nữa, tại vì có rất là nhiều bà con mới vào. Thì vào ngày hôm qua chúng ta có những cái thông tin tốt từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mỹ, đó là ông Jerome Powell. Và lần thứ 5 không tăng tiền lãi suất là điều thứ nhất. Cái đó thì everybody dự đoán được rồi, ok. Lần thứ 5 không tăng tiền lãi suất, tức là tiền lãi suất hiện tại bây giờ nó bao nhiêu là vẫn giữ như vậy, ok. Rồi, cái điều này mới là điều quan trọng, đó là họ vẫn giữ cái kế hoạch cắt giảm 3 lần tiền lãi suất năm nay từ đây đến cuối năm. Mỗi lần cắt giảm là khoảng 0.25%. Cho nên từ đây đến cuối năm sẽ cắt giảm khoảng total tổng cộng khoảng 0.75% tiền lãi suất. Thì đây cũng là một cái thông tin tích cực cho cái nền kinh tế nha quý vị. Cho nên ngày hôm qua cho đến hiện tại bây giờ I don't know, Tony Lê thấy cái cổ phiếu nó màu xanh. Nó xanh không được bao nhiêu nhưng mà nó cũng là màu xanh, đỡ hơn màu đỏ nha quý vị. Alo, alo anh Danny Nguyễn nha. Good morning chị Liên Bích. Hello anh Hùng Trần. Cảm ơn anh Hùng Trần nha. Hello bé Lùi. Good morning anh Chí Phạm nha. Hello anh Sunny Phạm. Hello anh Bung Lu. Good morning anh Nghệ Phan. Dạ, nghe tin thật là buồn. Ok, bây giờ mình sẽ trở lại cái chuyện bệnh sởi trước đi quý vị. Cái chuyện này nó liên quan tới cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Đây, quý vị nghe kỹ nha. Thì mình không hiểu là chuyện gì đang xảy ra mà trong suốt thời gian vừa qua thì chính quyền của chú Bảy cũng đã từng la làng là đất nước Mỹ chúng ta còn đang bị tam dịch. Tam dịch là ba cái loại dịch đó quý vị. Alright. Và những cái chuyện là thực phẩm bị nhiễm, thức ăn bị thu hồi, dân và dân dân râm rộ trong suốt cái thời gian vừa qua. Ok. Bây giờ đùng một cái thì bây giờ các giới chức liên bang của chính quyền chú Bảy lại la làng la xóm là rất là nhiều tiểu bang đang bị bệnh sởi hoành hành. Trong đó có đặc biệt là tiểu bang California bị nhiều nhất. Đó, thấy chưa? Thành ra quý vị nào ở California thì phải cẩn thận củi và lửa. Phải rửa tay mình thường xuyên. Hạn chế bóc những cái đồ từ lưa tào lao để rồi mắc công bị cái con vá rệt dân dân và dân dân. Ok. Hoặc là nếu chúng ta lỡ có rờ cái gì, bóc cái gì thì chúng ta đi rửa tay bằng xà bông nha quý vị. Ok. Thì đây cũng là một cái thông tin rất là quan trọng, cần thiết trong cái cuộc sống của người Việt ở Mỹ. Cho nên Tony Lê la làng lên để cho mọi người biết đường mà đề phòng. Mình không biết cái thông tin này là nó có thật hay không, nhưng mà đó là những gì mà cái thông tin nó chia sẻ. Thì Tony Lê chỉ lặp lại y hệt như vậy thôi quý vị nhé. Thông thường thì cận kề ngày bờ cờ ở trên cái đất nước Mỹ này thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều bệnh. Bệnh tào lao, mía lao, bệnh tùm lum, từ lưa. Ai đồng nữa, không biết đường đâu rồi. Cái gì đây? Alo, tôi chưa bao giờ thấy nước Nga mạnh. Cảm ơn anh Bùi Trung nha. Thành mất Ukraine, mất thành phố Adika rồi. Dạ đúng rồi anh ơi. Dạ. Thì vào ngày hôm qua hai bên sát lá cà quánh nhau kịch liệt giống như cái thời xưa đó quý vị. Cuối cùng thì quân đội Nga đã chọc thủng được cái phòng tuyến thứ hai của quân đội Ukraine và đã chiếm được cái làng và đã chiếm được cái thành phố Adika. Ok. Thì theo như Bộ Quốc phòng Nga cho biết là trong suốt mấy ngày vừa qua tại cái làng Olika này đã quánh nhau kịch liệt và cuối cùng thì quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn cái thành phố này rồi. Lại thêm một thành phố nữa của người Ukraine đã lọt vào tay chú Buri nha quý vị. Cái gì? Hello, hello anh Bung Sà Rông đã vào rồi. Hello anh Trương Văn Điệu. Good morning anh Trương Văn Điệu. Hello chị Jenny Đăng. Good morning chị Lan Nguyễn. Cái gì? Bóc sò lông có cần rửa tay không vậy? Dạ anh, bóc sò lông hay sò lé hay sò gì đó, sò điệp gì đó. Nói nôm na anh bóc cái gì anh cũng phải rửa tay anh. Đặc biệt là phải rửa tay bằng xà bông. Tony Lê có chia sẻ một cái kinh nghiệm, một cái chuyện mà
Nó nôm na là cái kỷ niệm mà Tony Lê đi về nước Việt Nam cách đây á, mấy tuần lễ quý vị còn nhớ không? Tôi bóc có một miếng chanh thôi mà tôi bị rát cả ngày đó. Đó, thành ra bởi vì ông bóc sò lông, sò lá, sò lan gì đó, dozen me rồi, ông đều phải rửa tay bằng xà bông nhé. Trời ơi, tôi bóc có một miếng chanh thôi mà tôi bị rát cả ngày luôn đó ông ơi ông à. À nhớ nha. À. Alo anh Phương Phạm nha, good morning anh Tuấn Bùi. À, 2026 bà Hillary dẫn trước. Dạ, à, cảm ơn anh Hùng Trần nha. Dạ, bây giờ cũng mình khó đoán được cái kết quả lắm anh ơi. Cái đảng DC này bây giờ nó mạnh quá, nó có tiền á. À, tự nhiên ngứa gì vậy trời. À, tự nó có tiền á thì nó bung tiền ra đó anh. Dạ. Hello anh Trung Nguyễn nha. À, good morning anh Phương Phạm. Dạ, à, cái gì đây? Tối ngủ với vợ có rửa tay không vậy? Anh ngủ với vợ thì anh phải rửa tay, anh ngủ với bồ nhí thì anh không cần rửa tay anh. Tại bồ nhí không có cho anh rảnh rỗi để đi rửa tay đâu nhé. Anh ngủ với vợ á, vợ anh còn cho anh có thời gian đi rửa tay. Chứ anh ngủ với bồ nhí, ghệ nhí á, nó không có cho anh rảnh rỗi đâu mà đi rửa tay, nhớ nha. Dạ. Bồ nhí á, nó không có vợ cho anh rảnh mà thở đâu. Ok. Anh ngủ với vợ anh còn có thời gian đi rửa tay anh nhé. Nhớ kỹ nha. À. Cái gì đây? Báo cáo thủ trưởng em chốt lời rồi. À, chúc mừng anh đã chốt lời nha. Ai nắm được cái cán thì ráng lo đi. Chứ ai nắm cái lưỡi á thì bây giờ vẫn còn đang lo lắng nha. Bên Houston đang mưa. Dạ đúng rồi anh Bùi Trung ơi. Dạ hôm nay trời đang mưa nha. Hiện tại bây giờ at this moment Tony Lê đang nói chuyện với quý vị là bên ngoài trời đang mưa lâm râm. Ok. Hello anh Phương Phạm, good morning. Rò rẫm mò mẫm cẩn thận. Dạ đúng rồi anh nha. À, hello, good morning anh Phương Phạm. Cái gì đây? Báo cáo thủ trưởng em chốt lời rồi. Chúc mừng ông đã chốt lời. Hello anh Dân Nguyễn đến từ California. Như vậy tôi đi là hội trưởng hội bồ nhí và ghệ nhí hả? Đâu có đâu anh. Em làm gì mà có khả năng có bồ nhí với ghệ nhí anh? Dạ. À, em làm gì có khả năng đó anh ơi. Này em già như trái cà rồi. Bồ nhí với ghệ nhí nào mà chịu em nữa anh. À, hello anh Bung Lu nha, good morning anh Bung Lu. Rồi, quý vị ơi, quý vị à, thì bây giờ mình trở lại cái chuyện kinh tế chút xíu nha. Về tình hình kinh tế của đất nước Mỹ. Thì cuối cùng thì chúng ta cũng đã nghe được những cái câu nói tích cực từ các ông chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ. Ông ta nói là hiện tại bây giờ cái kế hoạch cắt giảm 3 lần tiền lãi suất vẫn còn on the table. Tức là sao? Vẫn còn ở trên bàn của tụi ông đó để mà lên kế hoạch để làm. Okay. Tony Lê tưởng nó ngày hôm qua ông ta ra ông ta nói no, không cắt giảm một cái là chết rồi, là nó đỏ lè rồi đúng không? Nhưng mà cũng may mắn là ông ta nói yes, vẫn còn on the table để chuẩn bị cắt giảm 3 lần từ đây đến cuối năm. Thành ra bây giờ quý vị biết đường mà rờ rồi đó nhé. Tức là quý vị có thể suy nghĩ để đầu tư hay là chốt lời hay là cái gì đó. À, cái đó là tùy theo quý vị tìm hiểu thôi nhé. Tony Lê chỉ chia sẻ là những gì mà ông chủ tịch ổng nói ngày hôm qua. À, cái gì đây? Alo anh Tommy Trần, good morning anh nha. À, ngủ với vợ phải đi rửa toàn bộ body. À, thì anh muốn rửa toàn bộ body thì anh rửa thôi anh. Vợ anh cũng đâu có bắt buộc anh phải rửa toàn bộ body đâu anh. Anh có thể rửa khúc dưới cũng được, khúc trên anh không cần rửa, ok. Tùy theo đây thì anh muốn rửa khúc nào đó anh rửa, ai đồng nổ. Mỗi người có một cái rửa khác nhau. Anh muốn rửa toàn bộ anh rửa khúc dưới cũng được, anh rửa khúc trên cũng được, anh không rửa cũng được, ok. Vợ anh không đòi hỏi, nhưng mà bồ nhí đòi hỏi nha. Bồ nhí là đòi hỏi đó. Khi mà anh ấy ấy với bồ nhí là bồ nhí bắt anh phải đi rửa, đi sanitize, đi bỏ cái gì á, bỏ thuốc tẩy toàn bộ cơ thể, ok. Ông khóa tôi hoài ông ơi ông à. Ông khóa tôi hoài à ông ơi. Ông để tôi yên được không vậy? Tôi đang làm việc mà ông cứ rồi rửa cơ thể, rửa body vậy sao tôi làm việc được? Tôi đang nói tin tức mà ông cứ nói chuyện rửa rái làm sao mà tôi nói nổi? Tôi chảy nước miếng làm sao tôi nói? Ông nói chủ đề khác rồi không vậy? Okay. Tôi đang nói tin tức mà ông cứ đòi rửa body, rửa cái này, rửa cái nọ làm sao tôi nói nổi? Ok. Cái gì vậy? Trời mưa thì mình hát nhạc nắng đi Tony ơi. Trời ơi, sáng giờ tôi chưa hát nhạc gì hết ông ơi ông à.
Trời bẩn mưa thôi, đừng có đổ thừa Tony Lê. Hôm nay anh đẹp trai thật. Vậy à, à cảm ơn anh Bùi Chung nha. Hôm nay em mới đẹp trai thật. Còn mấy ngày kia em đẹp trai giả hả anh? Anh nói vậy làm em hơi buồn đó nhé. Rồi sao nè, bây giờ sao nè? Bấm một cái like một cái coi nè. Trời ơi, trời mưa thì kệ trời mưa đi. Nắng mưa là chuyện của ông trời, yêu đương là chuyện của loài người chúng ta. Chúng ta cứ việc bấm like đi chứ còn e ngại gì nữa. Tự nhiên trời mưa cái quý vị like yếu là sao, tôi không hiểu gì hết chứ trời. Chuyện nắng mưa thời tiết là do ông trời chứ không phải do chúng ta. Okay. Còn cái chuyện yêu đương là chuyện của chúng ta. Bấm like chứng tỏ quý vị yêu Tony Lê. Ok. À, Tony nói chính xác, bữa giờ mình ăn trái ớt rồi vô nó nóng luôn. À, đó thấy chưa, bởi vì ai biểu à, bên hồ cái đồ là 29 độ F. Cảm ơn anh Bùi Chung. À, Tony ơi, sao mình không gọi, không gửi được comment vậy? Ủa, anh đang comment được nè, em đang đọc nè. Anh comment được mà, chứ đâu phải là không được, em đang thấy nè. Tony ơi, sao mình không gửi được comment vậy? Đó, đây nè, em đang đọc nè, anh comment được. À, báo cáo thủ trưởng, em bấm like rồi, cảm ơn anh nhé. Hello, anh Văn Tâm Lê. À, hôm nay tôi cũng chốt lời thế là... À, cảm ơn anh Văn Tâm Lê đã chốt lời thích là nha. Áo của Tony đẹp quá. Cảm ơn anh Lai Nguyễn. À, dạ, chú Buri của tôi thế nào rồi? Dạ, chú Buri của anh thì bây giờ đắc cử rồi. Anh làm tiếp cái nhiệm kỳ 6 năm nữa anh. Và vẫn còn đang quánh lộn rầm rộ với Ukraine. Chưa có gì gọi là thay đổi hay là hạ nhiệt gì đâu anh. Vẫn còn đang căng như dây đèn, mềm như dây lá. Dạ. Cái gì đây? Nắng mưa là chuyện của ông trời, còn có bồ nhí là chuyện của tụi mình mấy ông ơi. Đó, ông nào làm thơ hay quá. Cảm ơn anh Hùng Trần, sáng ngày thứ năm anh làm một cái bài thơ có động lực cho các sư huynh và sư đệ. Ok, nghe kỹ chưa? Tôi có cần lặp lại cho mấy ông không? Nắng mưa là chuyện của ông trời, các ông không cần phải lo lắng cái chuyện thời tiết. Ok, lo lắng cái chuyện khi nào các ông có bồ nhí kìa. Ok, chứ còn cái chuyện nắng mưa kệ đi, ông trời không lo, mấy ông lo làm gì? Lo khi nào các ông có bồ nhí, các ông có ghệ nhí, ok? Lo tào lao tùm lum không à, lo cái chuyện tầm bậy không cần lo mà cũng lo nữa. Tôi quải chạy đậu các ông lắm rồi đó. À, khi nào các ông có bồ nhí, các ông hãy la làng, ok? À, hello, chị Dân Nguyễn đến từ California. À, good morning anh Thiết Nguyễn, hello chị Ly Xà Vong nha. À, tôi đang cần đô la đó, thấy chưa? Đó, ông lo cần đô la đi, ông lo chuyện trời nắng và mưa làm chi. Bên Sapporo có tuyết rơi, cảm ơn anh nha. Vào là bấm like rồi mọi người. Và cảm ơn chị Trúc Ngô, anh Trúc Ngô nha. Cái gì đây trời, hôm nay tôi vui như Tết đó, thấy chưa? Cổ phiếu màu xanh lè các ông vui liền. Hello anh E Đành Hoàng, hello anh Phương Phạm. À, sáng nay tôi ăn phở. Sáng nay báo cáo anh, sáng nay tôi ăn phở. À, chúc mừng anh có phở để ăn nha. À, bây giờ mà anh có phở ăn là anh may mắn rồi đó nha. Anh có thấy nước Nga bây giờ như địa ngục không vậy? Dạ, em không biết đường mà rời anh ơi. À, em cũng không biết đường đâu mà nói với anh hay là yes hay no là nước Nga là địa ngục hay không đó anh nha. À, tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người anh. Em không biết đường mà rời. Em không biết nước nào là thiên đàng và nước nào là địa ngục anh nhé. Dạ, em không thể nào trả lời anh được cái câu hỏi này. Alright. Dạ. Hello anh Mark. À, good morning anh Mark nha. Hello anh Nguyễn Văn Châu. À, dạ, chú ý là chứng khoán nha. Dạ đúng rồi anh Nguyễn Văn Châu nha. Thì hồi nãy em có nói ngày hôm qua ông chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ, ông đưa ra những cái tin tích cực, những cái thông tin có tia sáng cho cái nền kinh tế của đất nước Mỹ. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ trong đầu đi, từ đây đến cuối năm là họ sẽ cắt giảm 3 lần tiền lãi suất. Mỗi lần cắt giảm là khoảng 0.25, một con số rất là nhỏ, nhưng nó cũng là cắt nha quý vị. Nó đỡ hơn là nó tăng, ok? Nó cắt đỡ hơn là nó tăng, right? 0.25 thì nó cũng không là cái vấn đề gì, nhưng mà nó có cắt đỡ hơn là nó tăng, alright. Từ đây đến cuối năm là 3 lần, tổng cộng là 0.75 total từ đây đến cuối năm. À, đó, thành ra cũng ok, cũng có động lực, cũng có tinh thần cho cái nền kinh tế.
À, em bó tay luôn rồi. Dạ cảm ơn anh Bung Xà Rong nha. Ông bó toàn thân chứ ông bó tay gì. Hello anh Sunny Phạm nha. Sư huynh sư đệ ăn phở đừng có nặng chanh nhé. Không, bên Mỹ này anh nặng chanh thì ok, tại vì bên Mỹ này người ta không có để chanh và ớt together. Ở bên Việt Nam người ta để cái đĩa chanh và ớt together, thành ra quý vị nặng á, quý vị phải đi rửa tay bằng xà bông rồi mới đi ấy. Chứ còn bên bên Mỹ này thì không sao, quý vị nặng chanh thoải mái, tại người ta đâu có để chung với ớt đâu mà lo. Bây giờ có lời là lấy. Tụi nó nói gì kệ. Dạ cảm ơn anh Quy Ngọc. Người Nga trốn sang nước ngoài. Cảm ơn anh nhé. Hello Danny Phan. Hello chị Trinh Lê. Good morning chị Trinh Lê nha. Rồi ngày hôm qua có rất là nhiều bà con cô chú bác bình luận hồi tối này trong channel của Tony Lê là trời ơi tôi vui quá, tôi mua mấy cái cổ phiếu ngày hôm qua Tony la làng hết, trời ơi tôi lời quá trời. Hôm qua Tony Lê có la làng mấy cái cổ phiếu mà Tony Lê bỏ vô mấy trăm ngàn đồng bạc có nhớ không, bỏ thêm á nhớ không. Người ta trả nợ Tony Lê, cái Tony Lê lấy mấy trăm ngàn bỏ thêm vô ngày hôm qua đó, rốt cuộc mấy cái cổ phiếu đó nó bắn quá trời hồi tối hôm qua, rõ ràng không. Hello chị Hoa Trinh, good morning chị Thảo Lâm nha. Hello chị Mai Nguyễn, nay tôi xem anh đi Trà Vinh đẹp quá, cảm ơn anh nha. Những nước độc tài chưa bầu cử là biết ai làm rồi. Dạ đúng rồi anh Hùng Trần, anh nói rất là đúng. Dạ đa số thì người ta bầu cho có lệ, những cái nước mà nó gọi là cái gì độc tài giống như anh mới nói đó, ok, thì đa số là nó bầu là cho có lệ, nó tổ chức bầu cử là cho có lệ thôi, chứ nó biết là người nào làm chức vụ gì, ai sẽ là người làm, ai sẽ là người thắng, nó biết hết rồi, ok. Còn giống như nước Mỹ nè thì chưa biết, không biết, đại khái gì đó, phải chờ kết quả. Alo, alo, chị Hoa Trinh, chào chú đẹp trai nhất quả đất, cảm ơn chị nha. Cờ SD cờ ở nước Mỹ cũng muốn như vậy. Cờ SD cờ là cái gì vậy anh idol? Anh idol 3417 anh nói làm em không biết đường nữa em. Rờ cờ SD cờ là cái gì vậy? Idol nổ. Sáng sớm anh hại não em nữa rồi. Bây giờ em giới thiệu nhà tài trợ cái nè. Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Jewelry, số điện thoại là 281-495-4345. Mọi chi tiết xin quý vị alo anh Đức chủ tiệm vàng. Good morning chị Hoa Nguyễn. Anh Hoa Nguyễn hay chị Hoa Nguyễn gì đây? Không có giấu em không biết đường đâu em rờ luôn. Tình hình Triều Tiên thế nào rồi? Dạ thì ngày hôm qua chú Ổn đã đích thân thị sát bắn những cái quả tiễn to siêu to khổng lồ đó anh. Dạ. Ông ta đem quả tiễn nhỏ ra ông ta bắn, bây giờ tới quả tiễn bự luôn. Nó nôm na trong kho của ông ta có cái gì ông ta đem ra bắn hết. Ông chú Hủ này, ông chú Hủ này ông chơi xả láng với ông Bảy, trời ơi ông bắn từ cái quả tiễn nhỏ cho đến cái quả tiễn siêu to khổng lồ luôn, có cái gì ông đem ra bắn hết, chơi sốc vậy đó, sốc ốc đến mức độ đó, có cái gì đem ra bắn hết không biết đường rờ luôn. Cái gì trong này mà nó ngứa gì trời, phải dính cọng tóc hay gì trời. Cái gì mai mốt anh có về Việt Nam ghé qua ngã ba Trung Lương có tiệm hủ tiếu ăn ngon nhất. Cảm ơn anh Quy Ngọc. Dạ hello anh Bung Chuối Ra. Hôm nay chúng ta có nhiều họ bung vô quá. Anh này ảnh tên là Bung Chuối Ra, chắc nhà ảnh bán chuối nè, chắc ảnh đầu tư chuối nè, ảnh dựa chuối nè. Cảm ơn anh Bung Chuối Ra nha. Dạ trên máy tính của tôi có rất nhiều tin về Nga. Cảm ơn anh Bùi Chung. Ok. Ông Bung Sài Gòn ơi, hôm nay chúng ta có đồng minh mới nè. Anh Bung Chuối Ra gì mới vào đây nè. Anh này chắc nhà anh dựa chuối bán chuối, nhưng mà cho em hỏi nè, anh bán chuối cái gì á? Chuối già hay là chuối sim hay là chuối cao anh? Nhà anh á, ở bên nước Việt Nam á, anh dựa chuối đúng không? Thành ra anh có cái nick là Bung Chuối Ra để anh quảng cáo cái chuối anh. Nhưng mà anh bán chuối gì? Chuối nó có rất là nhiều loại chuối. Không phải bình thường đâu anh, chuối nó cũng có rất là nhiều loại chuối. Anh bán chuối già hay là chuối cao hay là chuối sim? Để giờ anh phải nói quệt thẹt người ta mới biết đường người ta mua. Chứ anh nói chuối chuối anh biết chuối gì? Chuối nó có nhiều loại chuối lắm. Hello Thương Văn Ngô nha. Lúc sáng nay Tokyo bị động đất. Vậy trời ơi. Xin phép anh tôi la làng lên cho bà con biết nha. Cái gì chứ vụ la làng là để Tony Lê. La làng là để Tony Lê. Bà con ở bên nước Nhật nghe kỹ nha, sáng ngày hôm nay không biết mấy giờ sáng, anh Bùi Chung là đồng minh của Tony Lê
anh ấy la làng là hồi sáng này ở tại Tokyo, thủ đô của đất nước Nhật, đúng không vậy? Tokyo là thủ đô của đất nước Nhật, mới vừa bị động đất, ai biết động đất nặng hay nhẹ. Bà con nào ở bên nước Nhật cẩn thận củi và lửa nhé. Thì quý vị biết rồi, nước Nhật là một hòn đảo, nó chênh vênh giữa biển cả, cho nên nó hay bị động đất lắm quý vị. Tại vì nó không có cái rễ, nó không có cái chân. Cái gì mà là đảo á, thì nó hay bị động đất lắm. Tại vì nó nằm giữa biển, nằm chênh vênh giữa biển, cho nên nó hay bị động đất, lung lay lúc lắc là như vậy. Bà con cẩn thận củi và lửa nha. Những ai ở Tokyo nhớ kỹ nha. Động đất 5 độ ở Tokyo lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn anh đã chia sẻ từng chi tiết. Động đất 5 độ 9 giờ sáng ngày hôm nay tại Tokyo, thủ đô của nước Nhật Bản. Chuối nào tôi cũng bán hết. Cảm ơn anh Vinh Phạm nha. Hello anh Thương Nhân Ngô. Nhà họ bung sao đẻ ra nhiều quá vậy? Dạ đúng rồi anh. Tokyo bị 5.3 độ. Cảm ơn anh Quy Ngọc. Tony đẹp trai, gái theo nhiều lắm. Dạ, gái theo nhiều thì mình khổ thôi anh ơi, chứ em đâu có sung sướng gì đâu anh. Dạ, em thường hay khuyên các sư huynh sư đệ, đẹp trai cũng khổ lắm chứ không phải sung sướng gì đâu anh nhé. Đặc biệt là đẹp trai giống như Tony Lê đó, thật sự với anh á, anh nói cái điều đó đúng, nhưng mà khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu anh. Anh nói em đẹp trai, gái theo nhiều đúng không? Dạ, theo nhiều khổ rồi chứ đâu có sung sướng gì đâu anh. Đô la nhiều mới sung sướng chứ gái theo nhiều mệt thấy bà. Trời ơi, có sung sướng gì đâu anh. Tưởng nó anh nói là Tony Lê đẹp trai, đô nhiều đô la thì ok, sướng. Còn cái này, đẹp trai gái theo nhiều khổ thấy bà, chứ có sướng gì đâu anh. Trời ơi, nói thật với anh chứ tôi thích đô la theo thôi, chứ tôi không thích gái theo. Không phải tôi bê đê, không phải là tôi bóng, không phải là tôi không mê gái. Nhưng mà tôi có gái ở nhà rồi, ok. Bây giờ tôi chỉ cần đô la theo nhiều thì tôi lên mừng và sướng. Chứ còn bây giờ mà nói cái tuổi này mà gái theo á, trời ơi tôi mệt, tôi khổ lắm, chứ tôi đâu có sướng gì. Không, cái nào nói thật đó quý vị, chia sẻ thật lòng đó. Tuổi sòn sòn giống như Tony Lê mà nói gái theo, trời ơi tôi sợ thấy bà luôn hết. Không phải giỡn chơi đâu. Tôi bỏ dép tôi chạy, gái nó theo tôi chạy liền, chạy rất là xa. Tôi chạy xa, thật xa, không phải giỡn chơi đâu. Thiệt chứ không, tôi không dám ở gần đâu, tôi mệt lắm nha. Cái gì đây? Tình hình bầu cử ở Mỹ căng quá rồi Tony ơi. Dạ đúng rồi anh Tùng Hồ ơi, căng như dây đàn anh. Bây giờ hai bên á, cái cuộc khảo sát ngày hôm nay thì Tổng thống Trump qua mặt, cái ngày mai cái cuộc khảo sát áo bảy cũng qua mặt. Rốt cuộc lại hai người này xích sao, không biết đường đâu bờ rờ. Trong mấy tháng trước á, thì chú Bảy không được sự ủng hộ. Nhớ kỹ nha, mấy tháng trước cái sự ủng hộ của chú Bảy nó rớt te tưa như tàu lá chuối. Nhưng mấy tháng đổ lại đây, tình hình kinh tế của đất nước Mỹ có những cái thông tin vui. Thế giờ Tony Lê đón đúng đúng không? Cách đây 6 tháng Tony Lê có nói là cận kề ngày bầu cử, chính quyền của chú Bảy sẽ làm cho nền kinh tế có nhiều thông tin vui. Quý vị nghe kỹ không? Nhớ kỹ chưa? Quý vị lục lại những cái video cách đây 6 tháng của Tony Lê đi. Tony Lê đã dự đoán cái điều này từ lâu rồi. Là cận kề ngày bầu cử là chính quyền của chú Bảy sẽ nhả ra những cái thông tin tích cực về cho nền kinh tế, cho thị trường cổ phiếu, đồng điện tử, vân vân và vân vân. Rõ ràng không? Tony Lê nói cách đây 6 tháng luôn. Y hệt như vậy, nó đang xảy ra y hệt như vậy. Thành ra bây giờ cái sự ủng hộ của chú Bảy càng ngày càng được cao lên, càng ngày càng được sự ủng hộ lại. Cho nên ngày hôm qua cái cuộc khảo sát cho thấy chú Bảy đã vượt qua mặt Tổng thống Trump. Gây cấn nữa rồi. Cái gì đây? Đúng rồi Tony ơi, Tony đẹp trai, giàu, nhiều đô la, nhiều gái. Thôi anh Phương ơi, em đẹp trai, em giàu, em nhiều đô la là để em hưởng thụ cuộc đời, chứ không phải để nhiều gái đâu anh. Dạ bây giờ anh nói về gái là em sợ ghê gớm lắm anh. Em sợ còn hơn thuốc độc nữa đó anh. Chẳng thà anh đưa em ly thuốc độc đi, em lấy, còn đưa gái là em bỏ em chạy. Em không dám đâu anh. Dạ em sợ lắm anh. Dạ sợ lắm. Sợ lắm anh. Dạ đưa em ly thuốc độc em còn dám cầm, chứ đưa gái em không dám ôm. Dạ em sợ lắm. Em chạy ra thật là xa để làm gì? Để lấy chớn chạy vô. Tôi nói dở chơi đó nha các ông, đừng có đưa tôi gái nha các ông. Đưa tôi đô la thì tôi lấy nhé, ok.
Alo chị Liên, happy chị đã like số 367. Dạ, good morning chị nha. Ngọc Trinh nghe Tony Lê về Trà Vinh chạy trốn không dám lộ diện luôn. Thôi ơi, đừng có đổ thừa tôi tầm bậy tầm bạ. Tôi có làm gì đâu mà Ngọc Trinh sợ mà phải chạy trốn không? Không vừa phải đi. Trời ơi, Ngọc Trinh mà nghe Tony Lê về Trà Vinh chạy ra đón tiếp liền đó chứ. Tại vì Ngọc Trinh không biết đó chứ. Good morning chị Cẩm Mỹ Ly. Good morning chị nha. Tony nói chuyện vui. Cảm ơn chị Hồng Trần. Hello anh Robert. Good morning anh Robert nha. Tesla đang lên. Dạ cảm ơn anh Phương Nguyễn. Dạ em chờ cho nó lên đó anh. Dạ ráng lên đi Tesla ơi Tesla. Bây giờ tôi nói thật với quý vị chứ ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho Tesla nó lên chứ. Ngộ chứ tự nhiên tôi bị dính vô cái chuyện cầu nguyện này. Bị bắt cầu nguyện như thế này. Tự nhiên bây giờ ngày nào tôi cũng phải cầu nguyện cho cái hãng xe Tesla nó lên. Chứ không hiểu sao nó tôi bị dính vô rồi. Tôi bị dính vô nó rồi thành ra giờ tôi phải cầu nguyện cho nó lên. Chứ biết sao giờ. Cái gì vậy? Tony Lê khôn ghê. Cảm ơn chị Trang Nguyễn nha. Tony khi nào về Việt Nam nhớ rủ mình đi với. Cảm ơn anh Phương Thái nha. Biết anh ở đâu đâu mà rủ anh. Biết chỗ anh ngứa chỗ nào đâu mà gãi. Thì em hứng lên giờ nào em đi giờ đó thôi anh. Chứ em cũng không có kế hoạch sẵn nữa anh. Hứng lên giờ nào thì mình ra mình mua vé mình đi thôi. Chứ không biết đường đâu rời anh. Dạ. Em cầu thích là xuống. Trời ơi ông ơi ông phá tôi hoài. Bây giờ tôi đang cầu cho nó lên đây nè. Chữ en lợn 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 là chữ gì vậy? Chữ en lợn lợn là chữ gì? Tony Lê đâu có biết bốn chữ en lợn là dịch ra là chữ gì? Tony Lê đâu có biết dịch chữ en lợn đâu anh. Tony Lê đô la chứ không phải mê gái hả? Dạ anh nói đúng rồi đó. Chính xác. Dạ tôi giờ tôi già rồi tôi chỉ thích gái thôi. Ý là thích đô la chứ tôi không thích gái đâu các sư huynh ơi. Giờ già như tôi, giờ già như trái cà rồi, gái gú rồi có làm gì được nữa đâu mà thích nó làm gì. Tốn đô la thêm nữa chứ có làm gì được đâu. Ngửi ngửi rồi ngoảnh mặt mà đi có làm gì được, nhiều khi nó tức thêm nó quánh tôi nữa đó. Không nào nó thật á. Phải giỡn chơi. Già như Tony Lê rồi mà gần gái đó, ngửi ngửi rồi quay lưng bỏ đi á, chẳng làm được gì á. Trời ơi nó giận lên nó rượt tôi nó quánh đó, chứ không phải giỡn chơi đâu. Thôi tôi sợ lắm. Tôi chẳng hạn giờ tôi thích đô la mà chứ tôi không thích gái đâu. Nào tôi nói thật lòng đó, thật lòng luôn á. Ai giận tôi chịu. Gái chửi tôi ngu tôi chịu. Tôi giờ tôi thích đô la này chứ tôi không thích gái đâu bà con ơi. Đừng có đưa gái cho tôi làm gì mệt lắm. Cái gì đây? Tony Lê theo đạo ông eo lành mết rồi nhớ. Bây giờ phải cầu nguyện. Ông nào nói trúng những gì trời. Tự nhiên tôi bị dính vô. Tôi bị dính vô cái ông eo lành mết. Giờ tôi phải cầu nguyện cho ổng ém đi đề. Trời ơi ngày nào mà tôi nghe được tin vui cho ổng tôi mừng lắm. Ngày nào mà tôi nghe tin xấu cho ông eo lành mết tôi buồn lắm. Nói thật với quý vị đó. Giờ tự nhiên tôi bị dính vô cái ông eo lành mết này. Hello anh Nhí Minh nha. Good morning anh Harry Nguyễn. Hello chị Trinh Lê. Mai là động đất. Không có sóng thần. Cảm ơn anh Bùi Trung. Tony về Việt Nam có đi tắm biển không vậy? Dạ không Hoàng Hương Hoàng Nhân. Tony Lê là cọp cho nên Tony Lê sợ biển lắm bạn Hiền ơi. Nói với Tony Lê chỉ thích ở trên đồng bằng sông Cửu Long thôi chứ Tony Lê không có thích xuống biển bạn Hiền nha. Tại vì Tony Lê là cọp, tướng tinh của Tony Lê là cọp. Thì quý vị biết rồi cọp thì sao? Chúa tể Sơn Lâm lúc nào cũng ở trong rừng với trên biển, trên đất liền không à. Ít có bao giờ xuống biển. Cho nên Tony Lê không có thích biển. Biển là ông bung xà rong nè. Ông bung xà rong là ổng là thủy tinh. Tony Lê là sơn tinh. Sơn tinh cho nên ở trên đồng bằng sông Cửu Long, đất liền, thành thị, ok, là Tony Lê. Ông bung xà rong ổng ở dưới biển. Ổng là thủy tinh cho nên ổng thích ăn sò lông. Lúc nào ổng cũng lặn hụp để tìm sò lông để ăn. Ông bung xà rong á. Ổng ở dưới biển cho nên ổng lúc nào cũng lặn lên lặn xuống, ngồi lên ngồi xuống để tìm sò lông để ăn. Là ông bung xà rong nè. Cái gì vậy trời? Hello anh Khánh A. Good morning anh Cung Lê nha. Hai Tony Lê zip code khu nhà Tony Lê là số mấy vậy? Cảm ơn chị Linda. Chút xíu nữa chị bình luận riêng rẽ đi rồi em cho chị cái zip code nha. Chứ chị bình luận trên này Tony Lê không dám cho. Tại vì hồi nãy có anh nào nói là gái theo Tony Lê quá. Thành ra bây giờ Tony Lê mà bình luận cái zip code
Gái nó lại nó tìm rồi sao chịu nổi? No, chút xíu nó chị bình luận riêng rẽ. Riêng rẽ là chỉ có hai đứa mình thôi đó. Và Tony Lê sẽ cho cái zip code, ok. Chứ bây giờ mà bình luận cho này 1.500 quý vị khán giả đang xem. Trời ơi, bình luận zip code cái gái nó lại nó tìm. Vậy sao mà em đón nổi? Em tiếp nổi đúng không? Riêng rẽ hai đứa mình, Tony Lê sẽ cho zip code, ok. À, cái gì? Ai chốt lời thế là sao hơn vậy? Mình mua lúc 200. À, chị Annie Lee ơi, chị đừng có lo chị. Em mua 180 đô la đi nè, đừng có lo. Chị mua 200 đúng không? Em mua 180 mà em vẫn còn đang bị lỗ, ok. Chị 200 là chị lỗ nhiều hơn Tony Lê. Từ từ cháu nó nhừ chị. Ráng đi chị, cầu nguyện cho ông Elon Musk mỗi ngày. Chúng ta là thành viên cầu nguyện cho ông mỗi ngày, ok. À, anh Tony nhìn đâu có già đâu, đẹp trai mà gái còn theo mà. Dạ đúng rồi anh, dạ. Nói về độ đẹp trai thì Tony Lê bao la. Anh nói đúng. Anh nói em không cần chỉnh và sửa luôn. Anh nói đúng. Nói về cái độ đẹp trai thì Tony Lê bao la bác hát. Nhưng mà nói về đô la thì Tony Lê chẳng có bao nhiêu, ok. Cái nào mình phải đính chính đàng hoàng nha. Để thôi mấy có nhiều người vô đây nói tôi khoe của, khoe này tôi giận lắm. Tôi đâu có của đâu mà tôi khoe. Phải mà nói tôi khoe của mà tôi có, tôi khoe cũng đỡ. Cái này tôi không có của để khoe mà cứ nói tôi khoe của hoài à. Nói về đẹp trai thì Tony Lê bao la bác hát. Tôi đồng ý, tôi thừa nhận cái điều đó. Quý vị nói đúng, chính xác. Nói về khoe của Tony Lê đâu có đô la bao nhiêu đâu mà khoe. Trời ơi, tôi đâu có bao nhiêu đô la đâu mà khoe. Cứ nói tôi khoe của hoài à. Đừng có nói cái câu đó nữa, tôi giận đó. Không phải giận chơi đâu. Khi nào tôi có tôi khoe đó thì ok, tôi đồng ý. Còn cái này tôi đâu có đâu mà tôi khoe. Có vài trăm ngàn đồng bạc à. Tôi đang chia sẻ, tôi đầu tư thôi à. Vậy mà cứ nói tôi khoe của hoài, tôi mệt ghê đó, tôi giận đó nha. Ai nói nữa tôi giận ráng chịu đó. Đừng có nói tôi khoe của, nói tôi đẹp trai đi, tôi đồng ý, ok. Nói Tony Lê đẹp trai bao la thì tôi đồng ý. Alright, cái điều đó tôi chấp nhận, tôi thừa nhận, ok. À, cái gì vậy? Mình mua 174 đô la bạn nghe. Trời ơi, anh mua 174 đô la là anh may mắn rồi. Bây giờ Tesla nó 170 mấy rồi kìa. Anh la làng gì nữa. Trời ơi trời. À, karaoke song ca của anh vui quá. Anh vui quá. À, cảm ơn anh Đức Thịnh nha. Hello chị Susan. À, good morning anh Nguyễn Minh Tuấn. À, dạ ok chị Linh Đàn, chút xíu nữa chị bình luận đi rồi em trả lời bình luận chị. Chút xíu nữa em live stream xong á chị bình luận. Rồi các em trả lời bình luận chị cái zip code. À dạ. À, alo, tối nay tôi ăn tôm và cơm rang. Trời ơi, tôi đang đói bụng mà ông cứ nhắc cái món ăn hoài làm sao tôi chịu nổi. Tôi đang nói thông tin mà ông cứ nói món ăn không là tôi chảy nước miếng rồi, làm sao tôi nói thông tin được, tin tức được. Ông ơi ông à, ông phá tôi hoài à. Ông định làm bể cái chén cơm của tôi hay sao vậy? Trời ơi, tôi đang nói thông tin, tin tức mà ông cứ nói món ăn cái tôi chảy nước miếng rồi, sao tôi nói tin tức. Ông chọc cho tôi chảy nước miếng không à. Ông đây nè, sáng nói món ăn không sao tôi nói tin tức được. Tôi chảy nước miếng, tôi cứ nuốt nước miếng rồi ngực, sao tôi nói thông tin. Trời ơi, ông phá tôi hoài ông ơi. Ông định đập bể nồi cơm của Tony Lê đúng không? Ông ghét tôi thì ông nói. Ông ganh tị với cái sắc đẹp tôi thì ông nói, ok. Chứ ông chơi ông có chọc cho tôi chảy nước miếng không làm sao tôi nói được. Trời ơi trời. Cái gì vậy? Thế là 175 rồi hả? Ok. Trời ơi, lâu lắm rồi chưa thấy nó 175 đô la đó nha. Mình phải nhìn, mình phải nhìn coi nó phải không vậy. Phải không vậy? Cái gì vậy? Ok. Đây nè, right here nè quý vị. Hiện tại bây giờ là cái thố đồ mà Tony Lê đang đầu tư. Một cái con số nó rất là đẹp. Quý vị thấy số cặp không? 787 số cặp đó. Một cái con số mà hàng triệu người Việt ở Mỹ cũng như hàng triệu người Việt ở nước Việt Nam mong ước có trong cuộc đời. Một cái con số nó nhỏ nhoi nhưng mà hàng triệu người suốt cuộc đời không bao giờ sở hữu được đâu quý vị. Số đẹp ha, số đẹp ha. Đó là cái số mà tổng cộng Tony Lê đang đầu tư đó, ok. Đây, đây là những cái cổ phiếu mà Tony Lê đang sở hữu. 6-7 cái gì đó. Quý vị chụp lại màn hình đi, nặng quý vị biết đường MR. À, right here.
gì ra, thấy hai ba cái đỏ vậy trời, năm cái xanh một cái đỏ. Hiện tại bây giờ Tony Lê đang sở hữu 6 cái cổ phiếu, và đây là một cái con số mà hàng triệu người Việt ở Mỹ, ở vòng quanh cái quả địa cầu cũng như là ở nước Việt Nam mong muốn có được trong cuộc đời đó quý vị. Tony Lê đang nói sự thật á, chứ không phải giỡn chơi đâu quý vị. Thấy nó rất là nhỏ nhoi, nhưng mà một cái con số mà hàng triệu người mơ ước được sở hữu trong cuộc đời đó à, mà không có đó à. Cái gì đây à, nghe nói Tesla sẽ bay lên $250. Thì mình nghe người ta đồn vậy thôi chị ơi, chứ không biết khi nào nó mới lên được 250 đây nè. 200 đồng bạc thôi mà nó còn eo ụt từ hôm qua đến hôm nay. Cái thông tin tốt như vậy đó, vậy mà nó lên được có mấy đồng bạc à, từ tối hôm qua cho đến hôm nay. Cái thông tin ông chủ tịch ngân hàng ông nói tốt như vậy đó, FPT nó bay dèo dèo mà Tesla nó bay lên được có 4 đồng, 5 đồng bạc. Trời ơi, chán nó ghê luôn. Chị thấy rõ ràng không? Có 170 mấy bạc nó eo ụt từ tối hôm qua tới giờ nó chưa lên được 180, nó ở đó mà 250 gì. Cái này có bộ hơi lâu đó chị nha. Em cũng muốn nó lên tới 250 lắm, nhưng mà lâu lắm chị ơi, không biết đường đâu rồi. Chắc hết năm nay quá. Alo, chị Lê Hồng Vân, good morning chị Thắm Nguyễn nha. À, cái gì vậy? À, bánh canh bến có ăn có ngon không? Dạ ngon anh ơi, dạ rất là ngon, nó rẻ nữa anh. À, chú Uẩn bắn quả tiễn, dạ đúng rồi, à, lệ qua Bắc Bình. Hello chị An Võ, anh An Võ nha. À, cảm ơn anh Kim Trần. À, khi mà tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật là tôi trốn. Dạ hello chị Seo Lình Vũ đã đến từ nước Pháp. Good morning anh bung khoai ra. Trời ơi, hồi nãy có ông bung chuối ra, hôm nay sao có nhiều ông bung vô dữ vậy trời. Hồi nãy có ông bung chuối ra, bây giờ có ông bung khoai ra. Sao hôm nay chúng ta có nhiều nhà bung vô đây quá vậy? Bung khoai, bung chuối, bung tào lao mới lao vô túi bụi hết, không biết đường đâu mà rờ luôn. 1, 2, 3 mình bấm một cái like cho rất là nhiều nhà bung vô đây cơ trời. À, anh mua Tesla đừng lo không sớm thì muộn. Dạ đúng rồi anh Quý Ngọc, thì nói hôm nay cái hãng Tesla càng ngày nó càng phát triển, chứ không phải càng ngày nó càng đi xuống đâu quý vị. Theo như cái thu nhập của Tesla mỗi năm á, thì nó càng ngày nó càng lên chứ nó không có xuống nha quý vị. Thành ra mình phải có cái lòng kiên nhẫn. Nếu mà quý vị có tiền á thì quý vị cứ để yên nguyên vậy đi, chứ đừng có mà lo lắng gì nhiều, đừng có xôn xao nhiều, đừng có nôn nóng nhiều. Tesla thì nó tào lao mới lao vậy thôi, chứ mình không biết được vài tháng sau, 6 tháng sau, 1 năm sau nó bắn lên không biết đường đâu mà rờ. À, quý vị thấy không, cách đây 6-7 tháng nó 270, 280, 290, giờ đụng cái nó còn có 170 đã vậy đó, không biết đường đâu mà rờ. Yeah. Alo, chị Tàu rất sao đổ nha. Good morning chị nha. Dạ à, cái gì đây? Để phấn đấu với các em xì tóc của Tony Lê. Dạ cảm ơn chị Tàu Rất Xà Đổ nha. Dạ hiện tại bây giờ thì em không có giữ một cái đồng điện tử nào chị ơi. Em chỉ giữ 6 cái cổ phiếu à, trong đó thì cái cổ phiếu Tesla thì Tony Lê giữ nhiều nhất, gần $500,000. Dạ còn những cái cổ phiếu kia thì 60-70 ngàn, 100 ngàn mỗi một cái cổ phiếu. Hôm qua Tony Lê mới mua 2 cái cổ phiếu AI nha quý vị. Bây giờ sẵn dịp Tony Lê chia sẻ với quý vị luôn. Nhớ nha, Tony Lê chia sẻ những gì Tony Lê đang làm, chứ không có xúi dục hay là dụ dỗ quý vị theo. Ngày hôm qua Tony Lê mua 2 cái cổ phiếu AI. AI bây giờ là cái gì? Là trí tuệ nhân tạo. Ok, bây giờ nó đang thịnh hành trên cái quả địa cầu này. Alright, hôm qua Tony Lê mới mua 2 cái cổ phiếu AI. Bây giờ Tony Lê xin phép được chia sẻ lại với quý vị nha. À, ai xem được thì xem à, xem cho vui. Ok, cái cổ phiếu thứ nhất Tony Lê mua đó là cái AI đây, right here. Quý vị nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ chưa? Chụp lại màn hình. Đây là cái cổ phiếu AI thứ nhất. Okay. Tony Lê mua 65 ngàn đô la. Ok, right here. Đó là cái cổ phiếu AI thứ nhất. Rồi đây, cái thứ hai Tony Lê mua hiện tại bây giờ đó là SoFi. Tony Lê sở hữu nó 60 ngàn đô la, 8 ngàn mấy xe SoFi. Hy vọng nó lên lại 11 đồng. Hy vọng nó lên lại 11 đồng. À đó, để chưa? Đó là hai cái cổ phiếu. Rồi
cái cổ phiếu thứ ba Tony Lê mua đó là Coinbase. Thì Tony Lê nói với quý vị ngày hôm qua rồi, Coinbase thì Tony Lê đang có 70.000 đô la, Tony Lê mua nó 230 mấy đồng, bây giờ nó lên được 270 mấy đồng. Đây, hôm qua Tony Lê có la làng lên cho quý vị nghe đó, ok. Và cái cổ phiếu kế tiếp đó là đây, Robinhood. Robinhood Tony Lê thấy nó có chuyển vọng, nó có thể lên 30-40 đô la, ok. Hôm qua Tony Lê bỏ nó vô 60.000 đô la, Robinhood 60.000 đô la, ngày hôm qua Tony Lê mới bỏ vô. Đó là những cái cổ phiếu mà Tony Lê mới mua ngày hôm qua. Robinhood, dạ. Tony Lê mua nó là 17 đồng mấy chục sen, bây giờ nó lên được 19 đồng mấy rồi đây. Robinhood bỏ vô 60.000 đô la. Hôm qua Tony Lê có la làng lên cho quý vị đó. Đó là những gì Tony Lê đang làm. Tại vì khách hàng người ta trả Tony Lê, trả nợ Tony Lê mấy trăm ngàn. Tony Lê không có khùng đâu mà nhét vô nhà băng, không có khùng đâu mà nhét vô cái két sắt, hay là không có khùng đâu mà khoét cái lỗ ở vách tường nhét mấy trăm ngàn đồng bạc đó vô để cho nó mục à, để cho mọt ăn à, no. Đem nó ra nhét vô mấy cái cổ phiếu liền. Khách hàng mượn tiền mua nhà đó, cái đầu người ta trả nợ, thì bây giờ tôi này lấy cái số tiền đó nhét vô hết cổ phiếu, trong lúc mà mình đang để nó rảnh rỗi thì mình nhét nó vô cổ phiếu, ok. Dạ là vậy đó. Tony Lê đang mua Coinbase nè, Robinhood nè, với lại những cái cổ phiếu Tony Lê mới vừa chia sẻ đó, chia sẻ cho quý vị nghe chơi cho vui thôi nhé. Đừng có làm theo Tony Lê, chứ không phải Tony Lê xúi dục quý vị làm theo đâu nhé. Không phải xúi dục hay là kêu gọi hay là cái gì đâu, no. Chia sẻ cho quý vị nghe chơi cho vui thôi, ok. Cái gì đây, alo anh Dương Phạm nhé. Good morning anh Dương Phạm. Tony Lê suy nghĩ cái cổ phiếu Robinhood và cái cổ phiếu Coinbase nó có rất là nhiều chuyển vọng, lý do gì sao? Quý vị nghe kỹ đây. Đây là hai cái cổ phiếu của hai cái app đầu tư đồng điện tử. Mà hiện tại bây giờ thì cái đồng điện tử nó đang uptrend, tức là nó đang đi lên. Cái cổ phiếu Coinbase và Robinhood này nó chứa rất là nhiều đồng điện tử. Người ta đầu tư đồng điện tử ở trong đó, nó thành ra hai cái cổ phiếu này nó có rất là nhiều chuyển vọng. Có thể một ngày nào đó Tony Lê mở con mắt ra thấy Coinbase nó lên 500 đô la, ok, hoặc là thằng Robinhood nó lên 45-60 đô la, thấy chưa, có thể lắm. Dạ. Alo anh Anthony Phạm nha. Good morning anh Anthony Phạm, hello anh Dương Phạm. Cái gì đây anh Chí Nguyễn? Good morning anh Chí Nguyễn nha. Dạ, con tim đã vui trở lại. Dạ đúng rồi anh ơi. May mắn quá, ngày hôm qua cái ông chủ tịch ngân hàng ổng không có nói những cái thông tin xấu. Trời ơi, Tony Lê theo dõi ổng sát sao gắt gao, từ 1 giờ trưa cho đến 3 giờ trưa ngày hôm qua, trời căng như dây đàn. Phải nghe thông tin ổng, phải nghe những gì ổng nói hôm qua đó. Trời ơi, phóng viên hỏi ổng, ổng phải trả lời nữa, mình phải nghe từng câu để biết đường mà rờ. Một cái lỗ tai thì nghe ổng, cái tai thì cầm cái điện thoại để sẵn sàng mua hay bán. Trời. Vừa nghe ổng nói thông tin tốt, trời ơi, Tony Lê nhảy vô mua rầm rộ liền. Bấm vô mua thêm Tesla, bấm vô mua thêm Robinhood, bấm vô mua thêm Coinbase, mua rầm rộ liền. Vừa nghe ổng nói, ok, năm nay tôi sẽ cắt giảm 3 lần tiền lãi suất, rồi nhảy vô mua ào ào liền. Cho dù nó đang lên, Tony Lê cũng nhảy vô mua luôn, mua rầm rộ liền, doesn't matter, cứ mua. Cái gì đây, đừng quên bóp Tony Lê nhé mọi người. Cảm ơn anh Bung Lu. Good morning anh Anthony Phạm. Hello chị Hoa Trần. Ông chú làm trong bộ chính trị nói Tết là lên 1.000 đô la năm 2030. Lúc đó tôi già quá rồi, tiền nhiều quá rồi, tôi làm gì không? Năm 2030, cái lúc đó Tony Lê bao nhiêu tuổi quý vị? Để coi lúc đó Tony Lê bao nhiêu tuổi. Ai đồng nộ bây giờ tôi bao nhiêu? 6 năm nữa tôi bao nhiêu? Đó. Cái lúc đó là tôi vẫn còn ok để xài đô la đúng không? Ok. Rồi quyết định như thế nó lên ngàn đúng không? Lúc đó tôi mới có 50 mấy à. Tôi vẫn còn ok để xài đô la, ok. Cái gì? Tất cả xì tóc của anh toàn là good potential. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh Quy Ngọc. Dạ chính xác. Em tìm hiểu rồi anh. Dạ em tìm hiểu rồi em mới mua đó anh. Dạ. Chứ không phải em tự động em nhảy vô em mua đồng nô. Em phải đọc thông tin, em tìm hiểu kỹ rồi em mới bỏ tiền vô anh. Dạ. Trời ơi, Tony Lê bỏ mỗi lần cả 100.000 không mà. Thành ra phải tìm hiểu chứ anh. Anh chị nhớ kỹ nha. Tony Lê bỏ mỗi lần là cả 100.000 đô la. Thành ra Tony Lê phải đọc thông tin, phải tìm hiểu,
phải hiểu là mình đang bỏ tiền vô cái gì và tương lai như thế nào, sao sao. Trời ơi, 100.000 đồng bạc, ví dụ đó, mỗi một cổ phiếu là tôi lên mua 60-70.000, cả 100.000, thì dĩ nhiên là một con số rất là nhiều tiền so với người khác. Ok, đối với mình thì nó có thể không quá lớn mà cũng không quá nhỏ, nhưng mà đối với người khác là cả một gia tài, đúng không? 100.000 đô la là có thể nói là cả gia tài của người Việt Nam. Một người nào đó làm suốt cuộc đời nhiều khi chưa được 100.000, chứ không phải giỡn chơi đâu quý vị. Alo, chị nghe Quỳnh nha. May quá, hôm qua Tony căng như căng nhưng chưa đứt. Dạ đúng rồi anh Chiếu Nguyễn, may mắn quá, căng thôi nhưng mà nó chưa đứt anh. Dạ à, may mắn quá. Tony sống tới 199 tuổi. Ông nào bồi coi bối cho tôi sống già dữ vậy trời. Tôi còn trẻ măng gì mà chưa gì ông coi tôi sống tới 199 tuổi hả? À, cảm ơn chị Tiffany đi nha. Em bóp anh Tony rồi. Dạ à, cảm ơn chị. Hello chị Nga Quỳnh à, đó ngày hôm qua ông buôn xà rong nào, ổng vô mánh, ổng chốt lời quá trời. Hôm qua đồng điện tử nó cũng bắn ngược trở lại, từ 62-63 ngàn, cái đồng Bitcoin nó bắn ngược lại 67 ngàn hôm qua đó. Sau khi ông chủ tịch ổng phát biểu xong một cái, đồng điện tử nó bắn rầm rộ, bắn ào 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 lên liền. Trời ơi, bắn xanh lè luôn à. Nhưng mà Tony Lê không có sở hữu đồng điện tử nữa. Giờ Tony Lê đầu tư qua cái nó gọi là hơi hơi an toàn, không có còn mà xả láng sáng dậy sớm nữa. Tại vì cái con số tiền nó nhiều quá quý vị, không, cái con số tiền nó bự như thế này, thành ra Tony Lê phải nhảy qua cái chuyện an toàn hơn một chút xíu, chứ không có xả láng giống như cách đây 6-7 tháng. Cách đây 6-7 tháng thì cái con số tiền á nó dưới nửa triệu, thành ra Tony Lê xả láng sáng dậy sớm. Chơi xả láng sáng dậy sớm, chơi coi như chơi tới Bến Ninh Kiều. Ok, nhưng mà bây giờ cái con số tiền nó lớn rồi quý vị, thành ra mình phải đầu tư sang cái kiểu nó rủi ro ít lại. Ok, chứ nó không có rủi ro nhiều nữa. Tùy theo cái số tiền mình đầu tư mà mình quyết định cái rủi ro cao hay là cái rủi ro ít nha quý vị. Cái cách chơi của Tony Lê là nó như vậy. Khi mà Tony Lê cảm thấy cái số tiền mà nó chẳng có là bao nhiêu thì Tony Lê sẽ xả láng sáng dậy sớm, chơi tới Bến Ninh Kiều, chơi khô máu. Nhưng mà khi cái con số tiền mà nó nhiều á thì bắt đầu Tony Lê chuyển sang cái là rủi ro thấp, rủi ro ít. Cho dù nó lợi ích nhưng mà mình rủi ro nó thấp. À đó đó, thấy chưa? À đó. Thì cái con số này thì nó cũng ghê gớm rồi quý vị nha. Hy vọng nó sẽ chuyển sang 4-7 con số sớm. Hiện tại bây giờ nó có 6 con đúng không? Hy vọng là từ đây đến cuối tuần hoặc là tuần sau nó lên 7 con nha quý vị. Hy vọng là như vậy. Hy vọng là lên 7 con số. Dạ. À, cái gì đây? Đầu tư là phải biết chính trị và tình hình thế giới mỗi ngày. Dạ đúng rồi anh Chí Nguyễn, anh nói rất là chính xác. Đầu tư không phải là chuyện đơn giản đâu quý vị. Tony Lê khuyên bà con nào mà đang đầu tư, quý vị phải bỏ ra thời gian đọc thông tin, tìm hiểu thông tin mỗi ngày, chính trị, kinh tế, thế giới together. Tại vì cái chuyện gì mà nó xảy ra với chính trị nó cũng có thể liên quan tới kinh tế, nó ảnh hưởng tới kinh tế, thấy không? Rồi tình hình thế giới nó như thế nào đó nó cũng ảnh hưởng tới kinh tế. Thành ra đầu tư thì là một cái việc làm bằng não, bằng đầu óc, chứ không phải bằng tay chân. Thành ra bà con phải chịu khó bỏ thời gian ra cập nhật thông tin, tìm hiểu thông tin để mình biết đường mà mình bán, mình rờ, mình mua thêm, mình bán ra. Giống như hiện tại bây giờ hồi tối Tony Lê nghe cái thông tin Tony Lê bán 55.000 đô la của cái thằng Apple. Lý do tại sao? Sáng ngày hôm nay Bộ Tư pháp Mỹ chính thức thưa kiện cái hãng Apple. Cho nên hồi tối hôm qua 10 giờ đêm trước khi đi ngủ, Tony Lê bán 55.000 đô la cổ phiếu Apple ra, bán ra. Cái lúc đó Tony Lê lời một ít nhưng mà sẵn sàng bán ra, bán hết 55.000 đô la cổ phiếu Apple. Tại vì sáng hôm nay Bộ Tư pháp Mỹ chính thức thưa kiện cái thằng Apple. Cho nên Tony Lê suy nghĩ nếu mà nó dính vô cái thư kiện này, có thể cái cổ phiếu của nó sẽ bị rớt. Thành ra Tony Lê bán ra cái lúc nó cao để chờ cơ hội nó rớt để mình mua lại, mình gom vô lại đó. Thành ra hồi tối trước khi đi ngủ Tony Lê bán 55.000 đô la cổ phiếu Apple ra. Dạ. Yeah. Alo anh Trương Quỳnh. Good morning anh Trương Quỳnh nha. Hello Tony, cảm ơn chị Liêu Nguyễn. Trời ơi,
sao mà tôi đói bụng quá, tôi chỉ cần xem kênh Tony là đủ hiểu, không có thời giờ đọc tin tức. Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị nào không có thời gian mà đọc tin tức hay tìm hiểu gì đó, thì cứ vào channel của Tony, rồi Tony Lê sẽ la làng lên những cái thông tin nó liên quan tới chính trị, kinh tế cho bà con nghe, liên quan tới cái túi tiền. Đó là cái channel của Tony Lê. Tony Lê đã nói rất là nhiều lần rồi, vào channel của Tony Lê là chỉ biết về tình hình cuộc sống hàng ngày, thông tin liên quan tới cái cuộc sống của mình, tới túi tiền, tới chén cơm manh áo, chấm hết. À, nó chẳng có liên quan gì tới cái chuyện là sân si hay là soi mói hay là so sánh hay là tao là ở thiên đàng mày ở địa ngục vân vân. No 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 no, channel của Tony Lê là chỉ liên quan tới những cái gì nó thực tế và tương lai. Hiện tại bây giờ chúng ta cần tìm bao nhiêu đô la mỗi ngày hay là làm thế nào để giàu vân vân và vân vân, chứ ngoài ra chẳng có ăn nhậu gì tới cái chuyện tào lao mới lao hết. Nếu bà con nào không có thời gian đọc báo thì vào channel Tony Lê để nghe hàng ngày. Yeah. Cái gì đây, hôm nào cũng nghe thông tin từ Tony. Dạ cảm ơn anh Quy Ngọc. Hello anh Dân Nguyễn. Đến năm 2030 Tony vẫn còn sức xài đô la. Ok anh, cảm ơn anh. Hello anh Bình Nguyễn, quyết định như vậy đi nhé. Yêu cầu Tony hát lại bài cây đu đủ. Trời ơi, bên Mỹ này em đâu có trồng cây đu đủ. Bữa hôm em về nhà, ở bên Việt Nam mới có cây đu đủ. Em mới đứng ngay cái cây đu đủ em hát. Bên đây em đâu có cây đu đủ đâu mà hát anh. Thôi em hát cây khác rồi cũng vậy, nhà em có bông hồng à. Em hát cây bông hồng được không? Chứ em đâu có cây đu đủ đâu mà hát. Mua bán 24 giờ được hả? Dạ đúng rồi anh Tom Nguyễn. Bây giờ có hàng trăm cái cổ phiếu cho chúng ta mua bán 24 giờ. Đây, trong cái Robinhood nó có hàng trăm cái cổ phiếu cho quý vị trade mua bán 24 tiếng đồng hồ. Ok, where is it? Where is it? Right here. Trời ơi, đâu rồi? 24 giờ 24 hour market ở trong cái Robinhood. Quý vị có thể trade 24 giờ bất cứ lúc nào, nửa đêm đang ngủ với vợ, đang ngủ với bồ nhí, đang đi bụi, đang ở dưới nào đó cũng bán, mua bán được 24 tiếng đồng hồ. Hàng trăm cái cổ phiếu. Hàng trăm cái cổ phiếu. Alo, alo, bên đây Tony chỉ có cây đô la thôi. Dạ đúng rồi anh, dạ bên này em không có cây đu đủ anh ơi. Bữa hôm về nước Việt Nam em mới hát được cái bài cây đu đủ thôi. Tại vì có cái cây đu đủ kế bên. Bên này em đâu có cây đu đủ đâu mà hát. Tôi muốn cưới vợ, có được vô chương trình Tony Lê không vậy? Chương trình của em thì không có giới thiệu người yêu hay là kết nối tình yêu gì anh. Thì anh hên xuống mà rủi ra anh vô đây anh la làng lên, anh la làng lên là anh tìm vợ đi rồi coi coi ai ai yêu anh đó thì người ta sẽ ok vậy đó. Chứ em thì em không có phải làm ông mai, em không có làm cái nghề ông mai bà mối anh ơi. Dạ hello chị Vivian đã đến từ Arizona nha. Bên Weibo thì sao? Bên Weibo thì em không biết là nó có cái chương trình 24 giờ trade hay không nữa anh. Thì nó cũng có bán cổ phiếu và đồng điện tử đó, nhưng mà em không biết nữa. Em bỏ vô Weibo chỉ có mười mấy ngàn, mấy cái app kia em bỏ mười mấy ngàn chơi cho vui thôi. Em mua những cái đồng điện tử mà nó gọi là rủi ro cao đó anh. Em để đó, lỡ một ngày nào đó nó bùng phát thì mình hốt bạc, ví dụ đó. Còn nó mất luôn thì cũng không sao, mười mấy ngàn đồng bạc không sao hết đấy. Thì mấy cái app kia là em chơi những nhỏ, em chơi mười mấy ngàn, 20 ngàn, that's it. Chỉ có app Robinhood này thì em tin tưởng, thành ra em bỏ vô bạc triệu anh. Dạ. Cái gì vậy? Hôm nay Tony đẹp trai, cảm ơn anh Sunny Phạm nha. Chú Bảy lại An Giang nữa rồi. Dạ cảm ơn chị Tâm Trâm Trâm và chị Trâm nha. Hello anh Vũ Quỳnh nha. Chú Bảy chơi chiêu mới nữa rồi. Chính xác anh Vũ Quỳnh ơi. Chính xác 100%. Alo, chị Vivian đến từ Arizona. Bông hồng cài áo Tony ơi. Dạ, Tony đẹp trai, có tài, có tâm, có tầm. Cảm ơn chị Meme. Dạ, hello chị Phở Phở nha. Tin hôm nay hay, cảm ơn. Chị gì nữa nè, chị Phở Phở. Dạ, thì em nói nôm na thì
em là chuyên gia cập nhật những cái thông tin liên quan tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó thực tế nha quý vị. Tôi Lê không có cập nhật những cái thông tin ảo hay là thông tin xa vời hay là thông tin chửi lộn chửi lạo hay là thông tin quá khứ vị lai, no. Tôi Lê chỉ cập nhật những cái thông tin hiện tại xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ok. Nó liên quan tới cái chén cơm manh áo của chúng ta hàng ngày, nó thực tế, ok, và tương lai, that's it. Và tôi Lê rất là thực tế, người thật việc thật đi quý vị. Chúng ta mỗi ngày phải ăn cơm mà, đúng không? Thành ra chúng ta nói cái chuyện gì mà nó thực tế đi, chứ nói cái chuyện tào lao mới lao, quá khứ vị lai hay là ảo tưởng gì á, nó không có thực tế gì á. Tôi Lê không thích như vậy, nó mất thời gian lắm. Thời gian của chúng ta là để tìm đô la, chứ không phải ngồi nói chuyện tào lao mới lao, đúng không? Thành ra tôi Lê chia sẻ những cái thông tin nó thực tế liên quan tới loài người hiện tại, ngày hôm nay và ngày mai. That's it. Yeah. Alo chị Sương Mani nha. Good morning chị Sương Mani. Hello anh Hữu Hoàng. Thấy Tony làm từ thiện ở Việt Nam tốt quá. Cảm ơn anh Châu, chị Châu gì đây nè. Dạ. Thì cái suy nghĩ của em cũng rất là bình thường chị ơi. Mình ăn cũng hết thôi, kệ đi, mình nhịn ăn một chút xíu, mình giúp được ai mình giúp. Mình không phải giúp người ta giàu có, mình không phải giúp người ta đổi đời, nhưng mà mình giúp được người ta sống một ngày, hai ngày cũng là ok, đúng không anh chị? Kệ đi, mình nhịn ăn tô phở. Mình lấy tô phở đó mình giúp được hai người bà con khó khăn ở quê nhà, đúng không? Chính xác chưa? Kệ. Tony Lê suy nghĩ một cách đơn giản. Của ít lòng nhiều, giúp được bao nhiêu mình giúp, giúp được ai mình giúp. Giúp người ta sống được ngày, một tiếng đồng hồ cũng là giúp. Giúp người ta sống qua được một bữa ăn cũng là giúp, đúng không quý vị? Người ta có cái câu gì đó, một gì khi đói, một gói khi no gì đó, ai đồng nổ cái câu đó đó. Cái câu gì đó, một gì khi đói, một gói khi no gì đó, ai đồng nổ đó. Tony Lê suy nghĩ cái câu đó đó. Alo, alo anh Dân Nguyễn nha. Anh cho em mượn cây đu đủ phía sau nhà để hát. Tony ơi, từng sau bay sang Tết xịt. Dạ cảm ơn chị Phở Phở nha. Cảm ơn anh Hữu Hoàng. Tony ơi, con bồ tôi sao dạo này nó rên nó réo tôi hoài vậy? Nó rên nó réo là anh phải mừng chứ, ở nó mà anh còn la làng gì nữa. Cái gì đây? Ok, một cái ba bấm một cái like để Tony đi xuống ăn, đói bụng quá chịu hết nổi rồi, tự nhiên sốt ruột quá rồi quý vị ơi. Hôm nay sốt ruột quá rồi. Tony cảm ơn quý vị cô chú bác rất nhiều. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị Sương Mani nha. Mình cứ suy nghĩ cái câu đó trong đầu đi quý vị, để mà mình còn giúp được nhiều người. Có rất là nhiều người muốn giúp người khác lắm, nhưng mà sợ là giúp ít quá. No. Cứ giúp của ít lòng nhiều, có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu, giúp theo cái khả năng của mình nha quý vị, đừng lo, cứ giúp, có bao nhiêu mình cứ giúp bấy nhiêu, đừng có sợ người ta nói ít hay nhiều, đừng có sợ người ta quăng gạch quăng đá rồi cái thôi tôi không giúp đâu, tôi đợi khi nào tôi giàu rồi tôi giúp. No, có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu, giúp được cái gì mình giúp, giúp được ai mình giúp, that's it. Đơn giản, suy nghĩ một cách đơn giản, đúng không? Một đồng cũng là giúp, 100.000 cũng là giúp, 200.000 cũng là giúp, 50.000 cũng là giúp. Đó, thấy chưa? Suy nghĩ giống như Tony Lê đi, đặng quý vị giúp được nhiều người trong cuộc sống, những người khó khăn hơn mình nha quý vị. Have a good day. Thank you.